thôi. Ngày 10 tháng 4, trạm biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa cùng người dân cứu vớt một người đàn ông nhảy cầu Phú Mỹ. Nạn nhân được xác định là anh Tê, 43 tuổi. Trước đó vào chiều ngày 9 tháng 4, khi người đàn ông này đang chơi với dưới sông thì may mắn được người dân phát hiện và kéo lên ghe đưa vào bờ. Sau đó lực lượng chức năng sơ cứu ban đầu và đưa người đàn ông đến bệnh viện cấp cứu. Sau 2 tiếng, người này đã tỉnh lại và có thể giao tiếp. Theo thông tin ban đầu, người này làm nghề buôn bán và một mình nuôi ba con. Do buồn chán chuyện gia đình nên anh đã tìm đến cầu Phú Mỹ để tự tử. Hiện anh này đang được điều trị tại bệnh viện và chờ người nhà đến.